YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Chính thức tô màu những và chụp tem. Chỉ ấn vừa thôi. Gì? À, anh Kiệt. Chị. Vàng thôi. Đây. Thế có chơi không? Có. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu bạn thấy hay thì mình sẽ làm đăng ký kênh. Cảm ơn. Ôi, xe dành à? Em một lúc nữa đi, chúng em xe dành. Kệ. Xe dành chơi mi ở mi hè thì phải toàn bộ rõ. Đầu mùa này thì em chơi ché. Thì ché nên nghẹt luôn. Nghẹt luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cứ bỏ 10 giờ đó thì nhập tính. Ngoài đi. 6 phút nữa, 6 tiếng nữa nha. 6 phút nữa. 6 phút nữa. Em chơi một trận tuổi chiến thường được đấy. Mày ở trên cốt đi. Hay mày ghi trên cốt đi, tao đọc cho. 105 trời. 105 2271. Một không năm hai bảy một một đây. 2271. Đấy. 727. 2271. 227. Mày đừng mà nó treo anh vào đây. Đinh Quân. Nhớ thấy người đâu. Thôi thôi nhé. Sao mà chơi thường mà. Chơi thường bắn. Nó điếu. Bắn cái đeo thì sạch đi. Người cố gái thôi. Vậy là mình tông xong chưa? Xin chào tất cả.
các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Tiếp tục tô màu nhé các bạn. Đâu được bây giờ. Anh chém à? Bưng cái vai đây. Đục ra, mày đục ra. Đục yếu đục. Đục được. Đi mẹ xuống bố giả chết bố mày. Đây nó khịa đây. Lại thích khịa cái nó nặng này. Ai không muốn bắn rồi, cái đi tịa nhỉ. Ai à, đi bẹo cầm tay. Thôi dừng cái để muốn bắn đi. Bắn luôn. Thích cả bố à. Mình nghe nó vậy là mình đã tô màu xong. Nếu bạn thì hay hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là. Thế thì đời thằng này coi như vứt rồi. Không muốn bắn rồi mà, thằng này nó muốn lá. Đi chung vào, đi chung vào. Đi xem bên đây này. Bố mày biết mẹo rồi nhỉ. Trong nhà. Kìa nó. Anh đừng so thôi. Yêu. Cắt cỏ luôn. Cho ông nó xem một, xem mình. Ngoài. Ô mẹ. Hay. Đi thằng cuối rồi, để cho nó xem mình. Quý đâu đây rồi sao đấy giết nó bé kia mình nó cứ giết vậy đi anh chơi xong cắt cỏ nhớ phải xem mình chứ xem mình không biết cái sai. Ơ mạng lát rồi. Vậy là mình đã tô màu xong chưa anh?